Xin chào các bạn, cho tới thời điểm này thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin rằng mình có thể làm việc được với XML HTTP Request rồi. Bởi vì các bạn đã có thể tự tay thực hiện việc gửi yêu cầu lên server và nhận kết quả trở về, đồng thời nắm hết ý nghĩa của các thuộc tính, phương thức của đối tượng này. Em vẫn còn băn khoăn là làm sao theo dõi được quá trình xử lý của request khi nó đã được gửi lên server. Ở hàm Already Stage Change, nó sẽ được gọi khi trạng thái request thay đổi thành công. Còn khi nó đang xử lý thì hàm Already Stage Change chắc chắn sẽ chưa được gọi. Như vậy, giả sử em gửi một file lên server và muốn biết trình duyệt đã gửi được bao nhiêu kilobyte lên đó thì làm thế nào? Ngoài ra, để server tiếp nhận request và gửi lại dữ liệu thì chúng ta muốn xem nó nhận được bao nhiêu kilobyte thì sẽ làm thế nào? Để mà giải quyết nhu cầu của em thì đối tượng XSA cũng cung cấp một số sự kiện. Dựa vào những sự kiện này thì chúng ta có thể xác định được đối tượng XSA đang làm gì, dữ liệu gửi lên hoặc tải về được bao nhiêu. Hãy cùng xem nào. Mỗi request yêu cầu tới server đều xảy ra hai quá trình. Quá trình đầu tiên là gửi dữ liệu lên server. Quá trình thứ hai là nhận dữ liệu trở về từ server. Và ở mỗi quá trình thì XML HTTP request đều tạo ra các sự kiện để chúng ta biết được quá trình đang diễn ra như thế nào. Đối với việc gửi dữ liệu lên server, các sự kiện sẽ được phát ra trên đối tượng XML HTTP request upload thông qua thuộc tính XML HTTP request.upload. Điều này có nghĩa là với việc đẩy dữ liệu lên server thì các sự kiện sẽ được bắt với cú pháp như sau. Còn đối với việc nhận dữ liệu về, các sự kiện sẽ được phát ra trên bản thân đối tượng XML HTTP request. Bạn nhận ra sự khác nhau rồi chứ? Việc bắt sự kiện như thế nào thì khóa học JavaScript DOM nói rất rõ rồi. Các bạn ôn lại khóa học đó nếu quên nhé. Bây giờ xem ta sẽ có các sự kiện nào. Đối tượng XSA cung cấp một số sự kiện như sau. Các bạn lưu ý, cách cài đặt sự kiện đã được đề cập rất kỹ trong khóa học JavaScript DOM nên sẽ không nói lại trong bài học này nữa nhé. Hãy xem một đoạn demo trong đó chúng ta bắt các sự kiện xảy ra trên đối tượng XSA như thế nào. Như trong ví dụ này, khi click để lấy dữ liệu, bạn sẽ thấy các sự kiện phát ra trên đối tượng XSA hiển thị trên trang web. Đồng thời, bạn cũng thấy là dữ liệu được gửi về từng phần cho client. Kết quả từ server lúc này là một chuỗi các ký tự sau. Trên màn hình network có hai request xảy ra. Vấn đề này liên quan đến giao thức calls mà chúng ta sẽ không bàn đến trong khóa học này nha các bạn. Bạn có thể tải mã nguồn đi kèm bài học về để xem nhé. Cách bắt sự kiện thì quá quen thuộc với các bạn rồi. Để hiểu rõ từng sự kiện thì cách hay nhất đó là mời các bạn hoàn thành các bài tập thử thách trong khóa học và xem một số trường hợp sử dụng thực tế liên quan đến các sự kiện này. Tới đoạn này của cuộc đua thì chứng tỏ các bạn cũng đã rất kiên trì trên con đường học tập. Siêu Quang rất cảm ơn các bạn đã cố gắng rèn luyện và học tập một cách nghiêm túc. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm và rèn luyện để mang lại giá trị cho bản thân và xã hội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.